Rất vui được gặp lại các bạn trên KBiz 24 giờ để chúng ta cùng nhau cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày của các idol Hàn Quốc. Và ngày hôm nay có thông tin gì nóng hổi và không thể bỏ qua thì ngay bây giờ mời các bạn cùng mình theo dõi nhé. 18 giờ theo giờ Hàn Quốc ngày 18 tháng 5, bầu không khí trước thềm comeback được đẩy lên cao trào khi TRIBE công bố checklist của mini album mới trên kênh SNS chính thức. Đội ngũ sản xuất gồm những cái tên sáng giá tham gia vào quá trình thực hiện album mới More and More của TRIBE đã được hé lộ. Người hâm mộ đã vô cùng phấn khích với màn hợp tác đặc biệt của nữ ca sĩ Zara Larsson và TRIBE. Vừa qua, cộng đồng ONCE, fandom của TRIBE đã vô cùng phấn khích khi nhóm TRIBE chính thức xác nhận comeback và khai pháo đường đua đầu tháng 6. TRIBE cũng đã ngừng nhá hàng hình ảnh teaser của các thành viên cho thấy vẻ đẹp trong sáng cùng concept nhẹ nhàng. Gần đây, nhóm cũng đã đăng tải tracklist các bài hát trong album More and More sắp đến. Và thông qua đó, các fan cũng đã phát hiện ra một chi tiết đặc biệt, đó chính là nữ ca sĩ Âu Mỹ Zara Larsson sẽ hợp tác cùng với TRIBE trong album More and More. Cụ thể, thông qua tracklist mới nhất, người hâm mộ đã nhận ra nữ ca sĩ Âu Mỹ Zara Larsson sẽ hợp tác cùng với TRIBE trong album More and More lần này. Ca khúc mà TRIBE làm việc cùng với Zara Larsson cũng chính là ca khúc chủ đề More and More. Zara Larsson sẽ không góp giọng trong ca khúc này mà giữ vai trò đồng sáng tác, soạn nhạc cùng với một số nhạc sĩ khác. Ca khúc hứa hẹn sẽ để lại một dấu ấn không nhỏ trong lòng khán giả. Không chỉ vậy, Zara Larsson còn bày tỏ sự phấn khích khi được tham gia sáng tác cho TRIBE trong lần comeback lần này thông qua một bài đăng trên Twitter và gắn tại nhóm TRIBE. Tên chủ tịch kiêm nhà sản xuất tiêu biểu của JYP Entertainment là Park Jin Young đã xuất hiện ở phần credit trong buổi sáng tác lời và hòa âm phối khí cho bài chủ đề More and More. Anh chính là người đã tạo ra hàng loạt bản hit tiêu biểu cho TRIBE trong suốt thời gian qua như là What's in Love, Signal Feel Special. Lần này, những nhạc sĩ hàng đầu, tấm vé bảo chứng cho sự thành công trong làng nhạc, sẽ lại một lần nữa quy tụ và tạo nên bản hit thứ 13 liên tiếp cho TRIBE. Ngoài ra, sự kỳ vọng của công chúng càng tăng cao khi BB, nữ ca nhạc sĩ từng tham gia góp giọng và dựng rap cho bản hit Fever của Park Jin Young phát hành vào năm 2019, cũng sẽ tham gia viết lời cho album này. Bên cạnh đó, cũng phải kể đến một số tên tuổi khác đã tham gia vào album như là M.A.E.K, người từng nhận giải Grammy danh giá, Julia Michael, nhạc sĩ từng làm việc cùng với các ca sĩ nổi tiếng của Mỹ như là Justin Bieber và Ariana Grande, sau đó là Justin Tranter và Zara Larsson. Bài hát lần này thể hiện xúc cảm khi tình yêu càng trở nên sâu đậm, đôi bên càng khao khát nhau nhiều hơn. Sở hữu giai điệu Tropical House thờ thượng, More and More hứa hẹn sẽ chinh phục người hâm mộ với màn trình diễn rực rỡ và tươi mới. Ngoài ra, sản phẩm lần này còn là sự kết hợp của LDN Noise, nhóm nhạc sĩ người Anh từng tham gia sáng tác View của Sydney và Dum Dum của Red Velvet. Sean Michael Alexander, người đã sáng tác ca khúc Heart Shocker của TWICE, và JQ, nhạc sĩ viết lời cho ca khúc Temple của EXO. Không phải nói, người hâm mộ của cả Zara Larsson và TWICE cũng đã thích thú thế nào với màn hợp tác bất ngờ này. Zara Larsson là một ca sĩ nổi tiếng người Thụy Điển. Năm 2017, cô nàng đã khiến cho làng nhạc chao đảo với bản hit Symphony hợp tác cùng với ban nhạc Clean Bandit. Cô nàng được đánh giá là một trong những giọng ca thực lực của lớp ca sĩ trẻ nhờ chất giọng cao vút và kỹ thuật ổn định. Trước TWICE, cô nàng cũng đã từng hợp tác với các nghệ sĩ K-pop là BTS khi mà cung cấp giọng trong ca khúc A Brand New Day. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của KBiz 24 giờ. Đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một tin tức gì về sao Hàn đến từ KBiz 24 giờ các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.